Sự giữ giới của người tại gia cư sĩ ngoài việc mang lại lợi ích cho cá nhân họ thì có mang lại lợi ích cho những người xung quanh như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc gần người đó không? Cái giữ giới đó nó còn có một cách gọi khác, đó là vô úy thí, tức là sự bố thí không sợ hãi. Ừ. Thì đó là cái lợi ích đối với người xung quanh và thân bằng quyến thuộc. Đầu tiên, nhờ bản thân vì đó giữ giới cho nên những người xung quanh không phải sợ. Quý vị không thể tưởng tượng được, hoặc là quý vị có thể hiểu được cái sự bất an khi mà mình sống trong cùng một ngôi nhà mà có cái người ăn trộm, sống chung một ngôi nhà mà hở hễ mà cái bóp tiền mà mình hở ra là nó mất điện, thậm chí điện thoại mình hở ra là nó mất à, thì nó bất an tới cỡ nào. Mà nếu như sống trong một cái xóm mà có ăn trộm, nó bất an đến cỡ nào. À. Mà nếu như mình bản thân mình giữ giới thì chúng ta an toàn với chính mình và an toàn đối với người khác. Cho nên đó là cái sự lợi ích cho mình và cho những người xung quanh, luôn cả gia đình. Cái lợi ích thứ hai đó là gì? Nếu như cái người nhà của mình hoặc là những người xung quanh nghĩ về mình với cái suy nghĩ rằng đây là người có giới và họ hoan hỷ với điều đó, thì bản thân cái chuyện đó cũng là phước nha, cũng là phước. Thì mỗi một lần mà nghĩ về một người mà có giới, nghĩ về người đó mà mình có cái nội tâm hoan hỷ, thì bản thân đó nó cũng sẽ đem lại công đức cho chính người đó. Ừ. Thì đây là cái lợi ích.